Dạ thưa chú, câu hỏi kế tiếp của chị Như Huê có hỏi rằng chú Phúc ơi, cháu thực hiện công thức thanh lọc cơ thể, lúc đầu thì cháu ngủ được nhưng mà bây giờ lại không ngủ được, thì không biết cháu phải thay đổi hay là cải thiện như thế nào ạ? Công thức thanh lọc là công thức để chúng ta loại bỏ những cái sự suy nghĩ mà anh chị em thấy rằng nó không có mang là cái hiệu quả gì hết. Hay như bây giờ mình nghĩ đủ cái chuyện hết, nghĩ chuyện gần, chuyện tương lai, chuyện xa, rồi chuyện của mình, chuyện gia đình, chuyện xã hội, vân vân, nhiều thứ lắm. Bây giờ anh chị em quay về thực tế, về đời sống của mình. Và bây giờ anh làm sao loại bỏ được những cái sự quan ngại không cần thiết. Chứ nó là quan ngại đó, là mình cứ quan trọng trọng những cái công việc của người khác, rồi đủ thứ trên đời hết, thì làm sao mà mình ngủ yên được. Thanh lọc đây có nghĩa là mình tìm về chính mình tìm về cái hiệu quả, cái lợi lạc cho chính mình, để mình đi tìm một giấc ngủ cho thật là đầy đủ, rồi khi thức dậy đầy đủ năng lượng, đầy đủ sức khỏe hết, anh chị em làm việc mới được thoải mái và mới được cái hiệu quả cao. Còn chúng ta mà lo lắng nhiều quá, lo khi mà lo dư đó, lo quá dư thì lại mang lại vấn đề trở ngại. Thì bên cô bác anh chị em nhớ là khi anh chị em thực hiện công thức thanh lọc cơ thể là loại bỏ đi tất cả những sự việc ngoài 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 chương trình của mình. Không cần phải lo lắng nhiều lắm đâu, mình lo lắng về cái gần gũi nhất, rồi từ cái gần gũi nhất này mình giải quyết xong, mình lo lắng cái bước kế tiếp. Khi còn lo lắng nhiều quá thì anh chị em sẽ bị xáo trộn, và xáo trộn triền miên à, tại vì cái bộ não của chúng ta nó chỉ làm việc trong một cái sự giới hạn mà thôi. Còn anh chị em làm bắt nó làm việc nhiều quá thì nó không thể nào đáp ứng được những cái nhu cầu ngoài cái phạm vi cho phép được. Bởi vậy anh chị em cố gắng bỏ bớt đi những cái sự việc không cần thiết trong đời sống của mình, để quay về chính mình, gia đình mình, rồi công ăn việc làm của mình. Như đó là anh chị em thấy thoải mái rồi. Còn những cái chuyện ngoài tầm tay của mình thì để cho người khác lo. Dạ, con cảm ơn chú chị nhà Isa nha em.